Con chào bác thương binh Việt Nam Cộng Hòa Lê Cẩm Bình. Con là Vân Kim, hát cho đồng bào tôi ở Mỹ. Con gọi về thăm sức khỏe bác Bình. Hôm nay bác Bình khỏe không bác Bình ơi? Cảm ơn con, bác sức khỏe dồi dào. Dạ rồi bác Bình ơi, làm ơn giới thiệu cho con, ngày xưa bác đi lính á, tên họ đầy đủ là gì? Cháu là tiểu mà khi khu Bình Minh. Dạ. Bình Minh là cái giò đó. Dạ rồi, bây giờ bác nói cho con tên á, tên ngày xưa. Tên ngày xưa là khi khu Bình Minh. Dạ không, tên của bác đi lính nó vẫn là Lê Cẩm Bình phải không? Lê Cẩm Bình không? Rồi. Lê Cẩm Bình. Rồi số quân. Số quân 42, trên 42531. Rồi, bác thuộc binh chủng nào? Địa phương quân xung chi nhất địa phương quân. Rồi, bác mất phần thân thể nào vậy bác? Bác Bình bác bị một cái chân phải từ mắt cá lên trên chừng một cánh tay à con, dạ mất rồi. Phần chân thì quá luôn. Dạ bác Bình ơi, bác hạ cái máy thấp xuống giùm con chút xíu đi, hạ cái máy thấp. Rồi bác Bình ơi, ngày hôm nay là thứ rồi. sáu, hôm nay là ngày thứ sáu, 26 tây tháng 4 2024, con có thay mặt bạn Diệu Võ gửi về là bác Bình 100 đô la Mỹ Kim. Con xin phép hỏi bác Bình đã nhận 100 đô la Mỹ Kim chưa? Đã nhận xong rồi cháu. Dạ rồi bác Bình ơi, đó là quà của bạn Diệu Võ gửi về tri ân bác Bình là một người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam nha. Con xin thay mặt bạn Diệu Võ và riêng con và quý đồng bào quê nhà và hải ngoại cảm ơn bác Bình rất nhiều là đã là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Con kính chúc bác Bình luôn nhiều sức khỏe và bình an. Cũng như đừng ở bên nước ngoài được dạng sự bình an. Dạ. Rất là sức khỏe nha con, chúc gia đình con cũng dạng sự bình an. Dạ, bác chúc ra sức khỏe bạn Diệu Võ luôn ha. Rồi, chúc hết cho luôn những người mà thương yêu mình nhé. Dạ rồi. Hôm nay bác Bình nhận quà rồi, bác Bình vui không? Vui. Rồi. Đó là cái niềm tuổi gì chiều mà được nhiêu đó là vui lắm đó cháu. Dạ rồi, con cảm ơn bác nha. Bây giờ con tạm thời tắt máy nha, con nói chuyện với bác tiếp nha. Dạ.